nó dán vô. Nó dán vô để cho nó tăng kích thước. Nó dán vô để cho nó tăng kích thước. Ôi trời ơi. Không phải, không phải. Nó dán vô để che. Nó dán vô để che, che. Hả? Đáp án A. A là gì, đọc lại? Thế đọc lại cho em không nhớ. Biết tàng hình và biết đọc suy nghĩ của người khác. Ủa, vừa nãy là đảo ngược lại mà ta. Ờ, đọc cái sau cho anh. Đợi sợ. Cái gì nhở? Đọc suy nghĩ người khác. Rồi, đọc suy nghĩ của người khác. Ê cậu ơi, cái này nó lạ lắm nè. Cái gì đây? Ê, tôi biết cái này nhưng mà tôi không có dám nói. Cái này nguy hiểm không dám nói hả? Ồ, cái này tôi biết. Ok, cứ nói đi. Không sao đâu, không sao đâu. Nè anh nè, em không cần nhìn em cũng biết luôn á. Có nguy hiểm không anh? Nguy hiểm lắm. Nhìn mặt cô đi review ghê. Nói cái nó dán vô. Nó dán vô để cho nó tăng kích thước. Nó dán vô để cho nó tăng kích thước. Ôi trời ơi. Không phải, không phải. Nó dán vô để che. Nó dán vô để che, che. Hả? Hai đứa này hợp nhau quá hả? Nói gì không hiểu luôn. Che cái gì cần che á? Che cái gì? Của gì? Của chị. À không phải, không. Của con người. Phái nữ nha. Không phải phái nam, phái nam không có xài. Dán hả? Dán. Có phải không, có phải ông bóc thử ra dán chứ? Không, cái này không cần bóc. Khoan từ từ nha. Không chắc là dán đâu. Không, cái này không cần bóc. Không cần bóc. Chờ chứ để bóc thử. Không bóc được. Không bóc được sao dán? Nhưng mà vẫn dán được. Dán đồng một á hả? Hai chứ. Em không biết đâu, chị đoán, chị cứ đại đi. Đây. Tiếp đi. Hiểu không? Đó, cái mà người ta hay bán ngoài đường đó. Cái gì? Hay bán ngoài đường là... Có phải không? Phải. Cái này hay bán ngoài đường mà... Hay bán ngoài đường á chị. Mà phải dò. Mình ngồi nhậu, đúng. Mà phải dò. Đúng. Nếu mà được thì được tiền. Rồi, bà biết rồi đó. Ok, xong. Gì? Cái này... Ê! À, cái này là trong hộp bánh hoặc là cái gì đó. Không phải đâu. Đúng mà. Tôi đúng. Nghĩ là cái... Hả? À, không. Cái này trong hộp bánh là để cho nó đỡ ướt. Hả? Đúng không? Không, tôi vẫn nghĩ là nó... Đúng. Chốt chưa vậy má? Okay. Một cái bọc mà nó đỡ ướt. Đỡ ẩm. À. Đỡ ẩm. À. Chúc mừng em đã quay vào ô tự diệt. Ê, ủa cái gì rớt kìa. Thôi, không sao. 15 à? Ủa? Thôi, không sao. Ủa? Thấy chưa? Tôi bảo ấy. Đỏ này chắc nghi thu quá. Ủa, hết rồi hả? Đây. Đây. Đây nè, nè. Cuối cùng nè. Đây nè. Nè, hiểu không? À, cái. Ủa sao đổi lâu dữ ta? Ờ, được. Lâu dữ. Rớt cái này. Rớt đồ hạng dưới luôn. Cái này là để... Ê. Rớt luôn. Ê, cái gì? Bây giờ anh biết gì vậy? Thôi đừng giả ngu. Cái này là để mở ra xong rồi. Không có giả ngu mà là tại sao có cái đó thiệt luôn. Thì em không biết tại sao có cái đó luôn. Nè, để cho người ta giải thích nào. Cái này là để găm vào đầu cho... Ui, găm vào đầu. Găm vào tóc. À, cái chị biết rồi, để... chị biết rồi. Cái đấy, cái để chị ấy biết tóc rồi, ấy. Bỏ ra. Găm vào đầu. Để găm vào đầu luôn. Ủa còn cái cuối cùng này nó đâu thế nào? Găm vào tóc vẫn khó nha. Tôi vẫn nghĩ là nó là cái đấy đấy. Cái đấy. Chờ xíu nha. Áp lực quá. À đúng rồi. Đúng không? Cái này để ấy vào tai. Để ấy vào hai bên. Thôi nói nhớ nói rồi thì thôi. Ok xong. Tiền. Đúng rồi. Tiền đúng. Quá tuyệt vời. Thứ hai, len. Len. Đúng rồi. Len có đúng. Đâu giỏi chứ hả? Thứ ba. Kèn. Kèn. Kèn là sai rồi. Đúng rồi. Cái này là cái còi. Ở đâu ra cái này cái kèn? Ủa? Còi. Trong tay chữ kèn. Ủa? Hỏi kèn.
Cái coi. Ok rồi. ok rồi sai nha. Rồi đồ tiếp theo. Băng Hugo. Băng Hugo là cái gì? Băng Hugo. Đúng mà. Băng Hugo. Đây là băng cá nhân. Khổ quá. Bông mút. Bông mút. Đúng. Miếng dán ngực. Đâu? Ồ có thật à? Nhưng mà miếng dán ngực thì đúng rồi, nhưng mà hồi nãy nói dán cái gì đó. Ok. Vé số. Vé số đúng. Yes. Vé số đúng này. Ủa vỏ bánh là cái gì đó? Em kêu cái gì lót lót. Úi chà, sai. Cái này sai. Trời ơi chị ơi, sao chị có thể ghi là kẹp tâm? Em ơi, găm vào đầu thì có kẹp tâm thôi. Cái này cũng là kẹp mà. Cái này kẹp tóc thôi. Cái này kẹp tóc bình thường thôi. Rồi cái cuối cùng nói tóc rồi. Tai nghe là cái này cũng cái này có thể nghe. Bông tai. Em nghe bằng cách nào nghe bằng bluetooth. Em hồi nãy là hai bạn nói là dán ở tai, ở tai. Em biết sai rồi, em biết sai rồi. Thôi. Sao? Anh em là gì nhở? Anh ba chẳng ngốc, đa tài, đa tài. Chắc là mình thua rồi. Từ ấy đi, từ ấy. Ủa, thế là mình thua hả? Thua chắc rồi. Chứ còn gì nữa? Găm vào đầu. Găm vào đầu. Em không găm vào đầu. Anh em ơi, có thử thách tiếp theo rồi. Anh em ơi. Ai hiểu tội bằng bằng. Nhóm. Mỗi đội bốc thăm chọn một thành viên bất kỳ để trả lời các câu hỏi chọn một trong hai. Hai thành viên còn lại sẽ phải đoán thành viên kia đã chọn đáp án nào. Nếu đáp án là đúng thì được cộng 10 điểm. Đáp án sai thì bong bóng bột. Thì ăn bong bóng bột. Oh no. Thấy hơi dơ dơ rồi đó. Hả? Ăn bong bóng bột nên trả lời sai. Oh, ăn bong bóng là gì? Ghi tên mình ở góc giùm mình nha, để mình biết của đội nào. Đức Anh quay lại. Hey. Ôi trời ơi, chú cha. Ôi, đến nha. Xoài. Xoài. Yêu. Trời rớt ra luôn. Sao ạ? À? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cảm ơn anh trai nhé. Thử Ngân coi. Ê, nào? Ngân hay Ngân ở chỗ bên kia lận. Phạm Đình Thái Ngân sau đông đúc ấy. À. Ê bỏ thằng này xuống đâu. Ngân này. Chàng ơi yếu. Chắc thằng này nó có chân đâm chấm nó khó rồi đó. Một mình này khó nhất rồi. Bị dao cắt trúng tay hay là sẽ bị ngón chân bay mọc? Ngón chân. Dao ngón tay. Chân. Dao đá banh mà. Dao cắt chúng tay à? Thằng này nhà em nó sợ đau lắm anh ạ. Em nghĩ là nó sẽ chịu cái ít đau hơn. Em nghĩ vậy. Bị dao cắt chúng tay, đúng. Yeah, biết mà. Rồi, được 10 điểm ha. Rồi. Bị mất nick Facebook hay bị mất ví mà trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng? Chắc là chọn mất ví rồi. Không. Ừ, mất ví chứ. Mất ví. Giữ lại Facebook. Đúng rồi. Facebook nó là tài sản to lắm. Đúng. To lắm. Em nghĩ là mất ví. Đúng rồi. À, mất ví thì mình có thể làm lại những cái giấy tờ đó được. Còn mất Facebook là cày lại lâu lắm mà người kiếm tiền lâu lắm. Đó là nơi kiếm tiền nhiều nhất mà. Mất ví. Làm gì hả? Thù. Đừng có quen tay như vậy. Sợ quá. Biết bay hoặc là biết dịch chuyển tức thời. Trời, cái này dễ quá trời luôn. Tôi sẽ nhớ như là tôi sẽ chọn dịch chuyển tức thời. Em nghĩ là nó sẽ chọn biết dịch chuyển tức thời á. Biết dịch chuyển hả? Ừ. Tôi đâu sẽ thời gian. Dịch chuyển tức thời đó. Khỏi bay cho mệt. Câu cuối cùng ấy, cố lên mọi người. Nó bay nó mệt không? Ồ, tự nhiên bay chi đúng không? Ồ. Bay đâu thấy được cái gì đâu. Nhưng mà chị thì chị thích bay hơn nha. Không, em nghĩ là nó sẽ dịch chuyển tức thời đấy. Thế á?
Ok thôi chị tin em nhá. Ê giờ giờ mình dịch chuyển nước hời lên bầu trời với máy bay vậy? Ví dụ nha, nó đang đây. Vội. Nó dịch chuyển sang đâu đó, nó lấy cái gì đó nó muốn, xong nó dịch chuyển về đúng không? Nó bay thì nó đâu làm được cái gì? Nó giống hẳn cướp quá. Nghèo cướp về chạy theo cướp. Rồi chốt. Dịch chuyển. Nó sẽ chọn dịch chuyển tức thời. Rồi đáp án là bay. Không bao giờ. Biết bay. Oh no. Chết. Một. Ôi, trời hết. Gặp lâu không vậy? Cậu biết bay làm cái gì? Biết bay vui mà. Yeah. Biết hồi trước tôi hay mơ như nào không? Tôi hay mơ tôi biết bay nên là tôi rất là thích. Vậy là em có sở thích giống chị á. Chưa bao giờ mơ dịch chuyển tức thời. Tức thời cả. Xong mình những con chơi mình luôn á. Những con người không có tham vọng. Muốn là người may mắn hay muốn là người thông minh? Trời ơi, nó thông minh sẵn rồi, nó chỉ cần là người may mắn thôi. Ai? Ủa ai là vậy? Là có chắc chắn muốn biết chơi không? Không phải đâu, em nghĩ là nó sẽ muốn may mắn á. Thì nó tới tình nó thông minh rồi. Ủa thì có khác. Trời ơi, nó thông minh sẵn rồi, nó chỉ cần là người may mắn thôi. Không phải đâu, em nghĩ là nó sẽ muốn may mắn á. Thì nó tới tình nó thông minh rồi. Ủa thì có khác. Có khác cái từ câu từ không có thể nói đâu. Ok. Em ổn không? Gì à? Tỉnh chưa? Nãy giờ ngủ đúng không? Đâu ai đâu, không tỉnh đâu. Vậy mình chọn nó thích may mắn. May mắn, nha. Ok. Là người thông minh. Ê! Tuyệt vời! Em nghĩ lại rồi, hơi. Ê, đổi người yêu. Tôi không biết gì hết. Thôi, lên đam mô tiếp đi. Em chọn người đây ạ. Ủa thông minh rồi còn muốn là người thông minh chi nữa vậy bà? Nhậm ơi, bà muốn thông minh chi nữa vậy? Nhậm có thể giải thích lại sao chọn đáp án này không? Ban đầu là anh Thịnh giận em mà khoanh tức một đáp án, nhưng mà bây giờ đã hoàn hảo hết rồi. Ừ, tại vì nhìn vô là biết các bạn chọn đáp án đầu tiên là đáp án đúng không? Chết rồi. Nên là giờ đến em không biết là em chọn gì luôn, tức đến em rồi em không hiểu em chọn gì. Đọc được suy nghĩ của người khác hay biết tàng hình? Cái A là suy nghĩ của người khác đó. Anh theo Otis luôn. Đáp án A. A là gì nhỉ? A là gì, đọc lại. Không, nói chung là A đó. Thế đọc lại cho em không nhớ. Biết tàng hình và biết đọc suy nghĩ của người khác. Ủa, vừa nãy là đảo ngược lại mà ra. Đọc cái sau cho anh. Đọc sao? Cái gì nhỉ? Đọc suy nghĩ người khác. Rồi, đọc suy nghĩ của người khác. Chính xác. Đi chưa? Đinh đảo ngược lại. Để chơi thôi à. Này định khôn hơn người. Định khôn hơn người. Giờ đúng như kiểu là chơi chứng khoán nữa. Tôi khoanh tâm một đáp án xong giờ. Để 50-50 quá trời này. Bạn thân hay người yêu? À cái này hơi khó này. Cái này ai cũng khó này. Nhưng mà anh thấy chọn hên xui. Ừ, cái này hên xui chứ bình thường. Tại vì anh chọn hên xui đấy, không biết là anh chọn cái gì. Thôi bây giờ mỗi đứa chọn một cái đi, một thằng bị thôi. Ủa là gì? Ủa là gì? Chơi vậy ai chơi lại? Thôi chọn bừa đi. Chắc là có lẽ là bình thường là cái A sẽ là người yêu. Cái B sẽ là bản thân. Thằng này thông minh ghê luôn. Thôi chọn người yêu. Phân tích đi tại sao Nhậm lại chọn người yêu. Bản thân. Tại sao? Người yêu. Tại vì theo suy đoán nhiều của nhà bác học suy nghĩ rằng là tại vì bây giờ nó chọn đại mà thường thường là cái bản thân sẽ ở đầu là A đúng không? Bạn của anh thích A đúng không? Đúng rồi, bản thân A. Bạn thân đúng không? Này sai đúng nha. Rồi, Nhậm chọn
bạn thân. Hay quá. Hay quá. Thế là kêu bạn như kiểu là xong rồi đó. Nãy nghe Thịnh chọn người yêu mà. Không như đổi lại theo ô tiết rồi mà. Quả này hơi khó à. Ủa anh em mình chơi gì nhìn như chứng khoán ta. Cùng đi bàn cái chiến thuật tào lao vớ vẩn. Chiến thuật khoanh hết một đáp án. Chiến thuật khoanh hết à. Ngáo thật. Khó à. Tôi thấy tan toan rồi đó. Tôi thấy tan toan với Master rồi đó. Master chọn hơi lâu. Khó à. Tôi thấy Master, tôi thấy toan rồi đó. Để tôi xem các bạn hiểu tôi như thế nào. Nghe tin tốt trước hay là nghe tin xấu trước? Ui cái này khó thế nhỉ. Khó thế nhỉ. Tôi nghĩ với con người của nó thì tốt xấu gì như một thôi. Nên làm được. Cái chọn tin xấu trước á. Ê không có hò nha, ngồm ơi. Cái chọn tin xấu chứ á, tại vì thêm biết là nó trải qua những cái khó khăn rồi cho nên là tin xấu không là tại là vấn đề của nó. Đúng, nó nghe xấu trước rồi nó buồn đã rồi xong rồi nó nghe tin tốt vui lại đúng không? Đúng, đúng, đúng. Tin xấu trước. Hai, ba, tin xấu. Cái đúng không? Thôi hai cái. Ừ, ok. Mắc hò quá. Tin xấu. Rồi, đúng rồi. Chiến thuật này hay. Chiến thuật này hay. Có hiểu nhau. Ê, bịt mồm lấy bác sĩ bịt mồm lại. Thôi không để lấy Covid được. Không sao, không sao. Trong này có một câu chí tử. Nhạc của Unify hay là nhạc của Thái Ngân? Trời. Trời ơi. Tôi nghĩ là nhạc, em nghĩ là nhạc của anh. Em nghĩ là nhạc của anh. Tại vì nói chung nhạc để nghe. Hoặc là đôi khi không. Em ngày xưa em có tâm sự với nó. Nó có nói với em là nó cũng thích làm nhóm nhạc. Sau này muốn được tạo nên một nhóm nhạc á. Nó muốn nói dối cả thế giới luôn hả? Ừ thì đó, cho nên là không, anh cũng vậy đó. Anh cũng kiểu mọi người tưởng là anh thích ballad mà anh cũng thích nhảy á. Nhảy á. Nhảy. Thì đó, tâm ra là mình hát được nhạc đó rồi đôi khi mình sẽ nghĩ tới cái âm nhạc khác đúng không? Đúng không? Hợp lý không? Ừ. Nhưng mà tại vì em đã từng tâm sự với nó rồi, anh nghĩ sao? Thì anh nghĩ là nên theo em đi. Là gì? Là nhạc Unify. Ok, Unify. Nhạc Unify cũng khoan, nghe khoan. Cũng hơi quẻ nha. Mình nghe mình còn quẻ mà. Nữa kìa, ho hoài luôn kìa. Bớt ho lại giùm cái phi cái này. À đúng rồi, nó ho hai cái kìa. Vô. Cho nó một quả đi. Rồi, kết quả là cho nó một chiếc bóng. Unify. Sai là nhắm mắt luôn nhá. Nhạc Unify. Unify không thực sự là đúng như lời cô Đì nói là em thích làm nhóm nhạc nên. Ừ. À, đúng rồi, chuẩn xác như vậy. Không, anh em tâm sự với nhau nhiều à. Ước mơ thành sự thật. Ờ, ok. Ờ. Chứ bây giờ nó nghe ballad nó tự nghe nhạc nó không sướng hả? Quay về quá khứ hay tiến về tương lai? Ho nữa này nè. Anh tương lai. Tiến về tương lai đó. Tại vì nó là một cái con người buông bỏ quá khứ rồi. Không ai buông bỏ. Mà nó trải qua rồi, nó không muốn quay về nữa. Ý là nó không, đúng rồi thì gọi là nó buông bỏ đó. Nó đằng sau nó không phải buông bỏ mà nó vượt qua rồi. Thì nó buông bỏ đó. Wow. Nó buông bỏ từ trước trở về sau nó buông bỏ. Nhưng mà tương lai đúng không? Đúng, tương lai. Đúng rồi, tương lai. Hai là tương lai. Tự nhiên mình vô mình nhầm đó, nó phân đại ha. Ông Thịnh dặn. Ông Thịnh bảo mày khuyến thích hết A đi. Chắc chưa? Chắc rồi. Đúng rồi, chúng tôi là những con người tiến về tương lai. Thực ra đó là bây bản thân tôi cũng sẽ trả lời tương lai hết. Nếu mà cái này sai thì ăn hai trái nha. Nếu mà không, tự nhiên gài. Nếu nhầm đúng thì bên đó ăn. Ăn một trái. Chơi không? Ok không? Ê, không là biết là đúng rồi đó. Chị kia lắc đầu là biết đúng rồi đó. Rồi đúng rồi thôi. Đúng rồi. Quá mình không ăn trái nào hết rồi. Thấy chúng tôi hiểu cái. Rồi đáp án đúng ha. Rồi đội này được 30 điểm. Chúng ta là những nhóm gì? Miếng độn kỳ hiệu.
Pháo hoa, pháo hoa. Chúc mừng nữa. Anh ơi, tôi vừa đang xem. Chúc mừng nữa. Này. Này cho anh này. À. Ôi, thế đây là hết. Ôi, bẩn lắm. Thì qua buổi học tìm hiểu nhau ngày hôm nay thì các bạn cảm thấy là đồng đội của mình như thế nào và mình có thể hiểu đồng đội mình nhiều hơn hay không? Các bạn có thể chia sẻ được không? Nào bên này trước đi, bên này trước đi. Đội của em thì đúng với danh nghĩa là ba chàng ngốc. Tại vì là tại vì cứ nghĩ là thông minh hơn người, ra dặn là khoanh hết một đáp án A đi em để anh và anh đoán. Nhưng mà không thông minh bức tường. Bức tường thông minh quá. Chịu. Nhưng mà có hiểu nhau hơn chưa? Hiểu. Không ạ. Là có đang hiểu nhau không ta? Hiểu. Okay, hiểu rõ luôn. Vậy tới đội mình. Tới đội mình nè. Đội mình thì bác không cảm nghĩ. Không biết là nên nói gì là nó đúng nhất cả. Tại vì thằng bạn ở cùng nhà mà nó cũng không có nghĩ được cái vấn đề đấy. Mọi người ơi, chán. Vợ chồng 40-50 năm còn không hiểu nhau mà. Mình không nghĩ là nó lại thích bay. Bay vui hơn bay dịch chuyển tức thời mà đấy, đấy. Nè, bây giờ nhá. Em hỏi anh một câu nhá. Ví dụ dịch chuyển tức thời nè. Anh dịch chuyển đến một nơi nào đó có một cái gì đó chẳng hạn. Cái gì đó mình rất là thích. Không có tham vọng. Cậu phải nghĩ là tôi không nghĩ đến cái mức đấy, hiểu không? À là cậu chỉ mức này thôi phải không? Không nghĩa là tôi chỉ nghĩ đến quan điểm khác. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, yeah, ok. Bay vui hơn. Bay giữa ngân hà thôi. Bay nó mơ mộng. Bay mộng. Nhưng mà sau chương trình chắc cũng hiểu nhau hơn đúng không? Sau cái lớp này chắc cũng hiểu. Không hiểu luôn hả? Ghét nhau hơn. Không muốn hiểu luôn hả? Mình rất là chán. Mình cứ vậy là vui rồi. Ok, vậy vui. Thôi chuyện xui rủi đi. Còn đỡ bên kia. Tôi cảm thấy Master D là một người dễ đoán, dễ ăn. Hợp lý. Đúng không? Mình suy luận mình ra nó luôn. Nhưng mà anh có nghĩ Master D là một người kiên cường không? Dày kiên cường hả? Ý chí kiên cường hả? Có chứ. Có hả? Ừ. Em kể cho anh một câu chuyện về Master D nhá. Ừ. Cách đây 2 năm em với anh Hùng đi tập gym. Anh Hùng bảo là nếu mà thằng nào mà nghỉ đi tập gym á, cứ một ngày phạm 100 ngàn. Được đúng 3 hôm, cả hai thằng đều nghỉ luôn. Nghỉ tới giờ luôn hả? Nghỉ tới giờ luôn. Hai thằng đi ra phòng tập gym đóng tiền luôn, đóng tiền 6 tháng luôn. Wow, tuyệt vời. Ok, đó là một ý chí. Ý chí kiên cường lắm anh. Hai anh em mình luôn. Hai hàng gì giờ hai đứa xem tướng nhau hả? Ờ đó. Đội của ba chàng ngốc đẹp trai được 191 lượt được thả tương tác. 191, nhớ nha. Ba chàng ngốc. Đừng cho. Đội miếng độn kỳ diệu được 313. Cao nữa. Khá cao nha. Lực thả tương tác. Đây có hack like không nhỉ? Và đội tuyệt vời được 330 lượt thả tương tác. Cho nên là đội đầu tiên, đội tuyệt vời sẽ được 100 điểm. Sau đó là tới đội miếng độn kỳ diệu, các bạn sẽ được 80 điểm. Và cuối cùng là rồi, đội ba chàng ngốc đẹp trai, các bạn được 270 điểm. Ồ, 270. Đội của tuyệt vời, các bạn cũng được 270 điểm. Wow, tuyệt vời thiệt. Bên kia bao nhiêu? 270. Và đội còn lại là đội của miếng độn kỳ diệu. 280 điểm. 260 cộng 50 điểm, 310 điểm. Ba lần, nhóm. Miếng độn kỳ diệu. Mắt cá lên tới đùi. Cá lên tới đùi. Rồi ok, các bạn nhận huy hiệu. Ai, xoay. Xoay. Cảm ơn các bạn nha. Xoay. Ok, bố bố. Xoay. 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 Tuyệt vời, cảm ơn anh Đăng nha. Đội này. Anh em mình là một đội. Anh em mình là một đội. Ê, Đức Tuấn lần trước có được huy chương ta không luôn. Bây giờ mới quay lại. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy là hai bạn lúc đầu vào rất là cố gắng để mà có được tình cảm của anh em mình để cho anh em vô học, cho nên là ê, tôi cũng cố gắng à bà. Cho anh em vô học. Tôi cũng cố gắng lắm á. Để được vô học. What? Để anh em được cho anh em vô học. Ủa? Nên cho là anh em sẽ trao vào cho lớp em. Học tài, em có tài.
Hả? Cho nên là xin anh em. Hả? Cho hai bạn này một tràng vỗ tay nha. Tràng vỗ tay nha. Tưởng là sẽ cho cái này chứ gì. Không có đâu, đừng có nằm mơ. Rồi đây, nó chỉ là tặng cho hai bạn. Đây. Ai sao còn bạn à? Có ai? Ủa sao anh tặng cho tôi bà? Thôi bạn ơi, tối mình tặng cho bạn sau. Tặng gì ạ? Đây, 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 đây. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bây giờ tôi tặng cho ai giờ? Chia sẻ cho fan này đây. Ô, fan này. Đây là tình cảm của mọi người. Ủa? Ủa? Ê, hình như nó không muốn nằm bên trên này, người bên của này, em. Bên này, bên này, nằm bên này. Không muốn nằm trên người của em hay sao á? Gì đâu, mấy học sinh tiêu biểu này, nó đơn giản lắm bạn. Ok. Chào bạn, cho mình feedback ngoan nha. Ok. Khóc rồi hả? Thế nó khóc rồi. Có ai vừa nghe thấy hai đứa này nó bảo là tối về tự thưởng cho nhau không ta? Sao lại còn nay còn tự bảo với nhau là bạn nhớ cho mình phiếu bé ngoan nha. Thôi được rồi, cái này cũng như là công sức của ba đứa mình. Ờ, à, cái này có, cái này của ba cầm mình. Vô, cầm vô, cầm vô, cầm vô. Rồi. Cầm vô, cầm vô, này là công sức của ba đứa mình. Ok. Cầm tay kia. Ủa đâu qua chụp đâu? À bên này, bên này, bên này, bên này. Bên nào, bên nào? Bên này đâu, máy, 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 máy. Rồi, có thể lùi. Ê, lại được không? Bây giờ ca bắt máy được không mọi người? Bên nào, máy nào, máy nào? Ở, hai ông chỉ luôn. Ông kia bên đây không, bên đây không, bên đây không, mình chạy. Ừ. Thôi mình nhìn vô giữa đi. Nhìn giữa lé lé là ta. Ghê đó. Mấy con trái con phải, hai con nhìn bên đây, hai bên. Được rồi, ok. Ok. Cháu mời, cháu mời. Hai bạn đã có huy hiệu rồi, bây giờ hai bạn có thể phát biểu cảm nghĩ về lớp học ngày hôm nay được không? Cảm nghĩ về lớp học ngày hôm nay thì mình sẽ nhờ đưa anh nói trước. Nói đi. Ủa? Tức ứng nó vô chết. Cảm nghĩ về lớp học hôm nay thì đường mà em chọn đúng như những gì em nghĩ. Đúng. Là sao? Tuyệt vời. Em mình tan trường sớm đâu, mình tan trường sớm. Lên chuông giùm em nha. Lên chuông giùm em đi. Nói chung là cảm ơn hai bạn đã dành thời gian hôm nay đến học với chúng tôi. Cho nên là bây giờ chúng ta đi về. Đi về đi anh nha. Nha. Ok. Đừng có hỏi thằng lớp trưởng đi ăn cái gì nữa nha. Mệt lắm, mệt lắm. Nó vô chi đến mức mà nó có món ăn táo. Trời ơi, con không nghĩ được món khác luôn á. Thế hả? Thủ thơ nó muốn tắt. Phá láo đi. Không đúng. Phá láo không bà? Điện thoại mình đâu ta? Phá láo là mình ta. Nó cầm mình đâu rồi? Ủa? Ơ, anh Mẹo ơi, anh không chờ em. Đây, đây, đây. Để anh đâu này, chờ nè. Tụi bay ơi. Anh chờ em à? Thôi. Anh chán em rồi. Về, về. Ok. Hết yêu em rồi. Ủa? Anh chán em rồi, anh hết yêu em rồi. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, con đường mà em đã chọn. Ủa mày kia đâu ta? Hôm nay đi học không ai hết trời. Ở kia. Oh my god. Mấy cái đồ mũ này cho tôi mượn chế coi. Thôi, nhẹ heo. Khủng quá. Ra đây cầm á. Con nhìn quá. Ghế đó. Sao mà đỡ được.